Các bạn đang nghe truyện đô thị siêu cấp y thánh trên kênh TV Audio CV. Chương 926, Ngô Lão Sư chú ý hình tượng. Nhìn bóng lưng thước tha, tuyến rũ của Nicole dần biến mất trong bóng đêm, các đông hút khẽ sờ lên môi, nơi vẫn còn vương vấn hương vị của nàng, không khỏi cười khổ lắc đầu. Hắn đương nhiên hiểu món quà quý giá hơn là gì, nhưng liệu hắn có thể chấp nhận không? Trở về phòng ngủ, các đông hút nằm trên giường, trong đầu không ngừng nghĩ về ánh mắt u uất của Nicole khi rời đi, cùng nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi, khiến hắn khó mà ngủ được. Ai? Các đông hút thở dài, lấy ra một khối ngọc thạch thủy tinh chủng từ dưới gối, trong bóng tối, hắn dùng ngón tay khắc nhẹ lên bề mặt của nó, từng mảnh vụn nhỏ từ từ rơi xuống. Chẳng mấy chốc, một chiếc lá ngọc tinh xảo đã xuất hiện trong tay hắn. Trước đây, khi điêu khắc ngọc thạch, các đông hút cần đến các công cụ đặc biệt vì lúc đó hắn chỉ mới đạt đến trình độ hóa khí thành kiếm cơ bản. Nhưng hiện tại, Tu Vi đã đạt đến luyện khí tầng thứ 9, việc hóa khí thành kiếm đã thành thạo, điều khắc ngọc thạch trở nên dễ như ăn cháo, không cần đến công cụ đặc biệt nữa. Sau khi hoàn thành việc đánh bóng chiếc lá ngọc, các đông hút khắc thêm phù văn và trận pháp lên đó. Trong đêm tối, sau khi hoàn thành tất cả, các đông hút không khỏi nghĩ đến hình bóng của Ngô Di Lị, tâm tình đột nhiên trở nên phức tạp, hắn lại lấy ra một khối ngọc thạch khác từ dưới gối. Với kỹ năng hóa khí thành kiếm, chẳng bao lâu sau, trong tay các đông hút đã xuất hiện một mặt dây truyền hình trái tim. Nhìn vào mặt dây truyền trong tay, các đông hút đột nhiên sững sờ. Vừa rồi hắn gần như không suy nghĩ gì mà chọn hình trái tim. Sau khi hoàn thành, hắn mới nhận ra rằng tặng ngô di lị một mặt dây truyền hình trái tim có vẻ không thích hợp lắm. Thôi thì, tu đạo vốn dĩ phải tùy tâm mà đi, nếu đã tạo hình trái tim, thì cứ để là hình trái tim. Các đông hút nhanh chóng dẹp bỏ những suy nghĩ phức tạp, khắc thêm phù văn và trận pháp vào mặt dây chuyền, sau đó cất chúng đi, rồi mới yên tâm ngủ. Sáng hôm sau, là thứ bảy, cũng là ngày lễ Giáng sinh. Khi Nicole tỉnh dậy, nàng thấy trên tủ đầu giường có một tờ giấy và một chiếc lá ngọc tinh xảo. Nhỏ một giọt máu lên ngọc thạch, nó sẽ trở thành quà Giáng sinh của ngươi. Trên tờ giấy viết một dòng chữ. Sau lễ Giáng sinh, không lâu nữa sẽ đến Tết Nguyên Đán. Năm nay, Tết Nguyên Đán là một ngày hết sức đặc biệt, vì nó đánh dấu sự khởi đầu của thiên niên kỷ mới. Vì vậy, vừa qua lễ Giáng sinh, trong khuôn viên trường, sinh viên đã bắt đầu bàn luận sôi nổi về cách đón chào thiên niên kỷ mới. Thậm chí Liễu Gia Giao cũng sớm gọi điện cho các đông Húc nói rằng nàng muốn cùng hắn đến chùa ẩn sơn bên Hồ Minh Nguyệt để nghe tiếng chung đầu tiên của năm 2000. Ý nghĩa của điều này chính là, nàng muốn cùng hắn trải qua thời khắc đặc biệt này các đông húc tất nhiên đã đồng ý lý thần vũ và đám bạn của hắn cũng bàn luận về việc đón chào năm mới có người nói muốn đánh bài suốt đêm có người nói muốn chơi game suốt đêm có người lại muốn đến quảng trường giang nam cùng mọi người đếm ngược và chờ đợi tiếng chung vang lên báo hiệu thế kỷ mới lý thần vũ và đám bạn cũng hỏi các đông húc có kế hoạch gì nhưng hắn chỉ nói đó là bí mật khiến đám bạn càng nhằn hắn một hồi chiều thứ ba các đông húc có giờ học hóa học vô cơ sau khi tan lớp thay vì như thường lệ đi đến thư viện hắn lại đuổi theo ngô di lỵ đang chuẩn bị trở về tòa nhà của học viện có chuyện gì không đừng nói là hôm nay ngươi định mời ta ăn cơm để cải thiện bữa ăn nhé ngô di lỵ thấy các đông hút đuổi theo vui mừng và ngạc nhiên hỏi không phải ta chỉ muốn hỏi ngô lão sư ngươi đã lâu rồi không mời ta ăn cơm chẳng phải ngươi từng rất tốt với ta sao các đông hút cười hỏi lại ngươi muốn biến ta thành kẻ ngốc cà Ngô Di Lệ nghe vậy, mặt thoáng đỏ lên, nhưng cũng đáp lại, không được, hôm nay ta phải ăn bữa này, ngươi mời khách đi. Không ngờ ngô lão sư lại tính toán như vậy. Được rồi, ta mời khách, ta mời khách. Các đông hút cười nói. Ngô Di Lệ thấy các đông hút treo chọc mình, không khỏi tức giận, nhưng cũng không thể làm gì được hắn. Dù sao đây là trường học, nàng là một giáo sư đại học, không dám có hành động quá đáng. Hai người cùng rời khỏi trường, sau đó bắt một chiếc taxi. Các đông hút định ngồi ở ghế trước, nhưng bị Ngô Di Lị đẩy vào ghế sau, sau đó nàng cũng chui vào ngồi sát bên hắn, rồi nói với tài xế rằng muốn đến vị thúy cư bên Hồ Minh Nguyệt. Sau đó, nàng liền giơ tay lên và bắt đầu véo các đông hút. Ga ngươi to thật, dám treo chọc ta giữa trường học. Vừa nói, Ngô Di Lị vừa cắn răng nghiến lợi, vừa véo các đông hút. Ngô Di Lị vốn chỉ mới khoảng 30 tuổi, rất đẹp, da dẻ trắng nõn mềm mại, trong trường, vì là giáo sư nên nàng luôn giữ hình tượng đoan trang và thận trọng, nên sinh viên không ai liên tưởng nàng với một cô gái trẻ hơn 20 tuổi. Nhưng ngoài xã hội, nếu ai không biết nàng mà gặp nàng trên đường, chắc chắn sẽ nghĩ nàng chỉ tầm 25, 26 tuổi. Hiện tại, Ngô Di Lị hoàn toàn không còn giữ hình tượng giáo sư, cứ liên tục véo và đánh các đông hút, khiến hai người trông chẳng khác gì một cặp đôi tình tứ. Điều này làm cho tài xế lái xe không khỏi lén lúc dơ ngón tay cái về phía các đông hút ngô lão sư chú ý hình tượng tài xế đang len lén nhìn chúng ta kìa các đông hút cố nhịn cơn đau do bị véo tiến đến bên tai ngô di lị thì thầm ngô di lị nghe vậy liền ngẩng đầu lên thấy tài xế quả nhiên đang liếc nhìn qua gương chiếu hậu mặt nàng lập tức đỏ bừng như lửa chỉ muốn tìm lỗ mà chui xuống nàng dù sao cũng là một giáo sư đại học cơ mà có lẽ do trời đông giá rét buổi tối ở phỉ thúy cư không có nhiều người đến ăn tối tuy vậy Chính sự yên tĩnh ấy cùng vài ánh nến lấp lánh và những tiếng trò chuyện khe khẽ đã khiến Phỉ Thúy Cư trở nên lãng mạn và ấm cúng hơn bao giờ hết. Các đông hút cùng Ngô Di lị tìm một góc sát cửa sổ để ngồi, gọi vài món ăn tinh xảo và một chai rượu vang. Có lẽ là do chuyện vừa xảy ra trên xe taxi hoặc do bầu không khí lãng mạn của Phỉ Thúy Cư, dưới ánh nến, khuôn mặt trắng nõn của Ngô Di Lệ dường như ửng hồng, đôi mắt của nàng thỉnh thoảng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể ngoài kia có cảnh đẹp gì đó cuốn hút nàng trong dáng vẻ ngại ngùng này, Ngô Di Lị lại càng thêm phần quyến rũ, khác hẳn với dáng vẻ thường ngày. Các đông hút bất giác bị vẻ đẹp ấy cuốn hút, cứ chăm chú nhìn nàng. Ngươi nhìn ta chầm chầm như vậy làm gì? Trên mặt ta mọc hoa sao? Ngô Di Lị cuối cùng không chịu nổi ánh mắt của các đông hút, liếc nhìn hắn một cái, mặt hơi đỏ. Ngươi vốn dĩ là một đóa hoa mà. Các đông hút từ trong thâm tâm thở dài nói. Lá gan càng lúc càng lớn rồi, lại còn dám trêu chọc ta. Ngô Di Lệ nghe vậy, không khỏi xấu hổ, đá nhẹ vào chân các đông hút dưới bàn. Ngô lão sư, tại sao mỗi lần ta nói thật, ngươi đều không tin? Các đông hút giả vờ ủy khuất nói. Cái tên ngươi. Hiện tại miệng ngọt lắm nhỉ. Ta đã hơn 30 tuổi rồi, còn hoa gì nữa? Hoa cái đầu ngươi. Ngô Di Lệ nghe lời này của các đông hút, chân lại tiếp tục đá hắn, nhưng tâm trạng lại pha lẫn nhiều cảm xúc phức tạp. Là phụ nữ, Ngô Di Lệ đương nhiên thích được khen ngợi, nhưng số tuổi của nàng đã là sự thật không thể phủ nhận, điều này khiến nàng không khỏi cảm thấy phức tạp trong lòng. "Ngươi xem, ngươi vẫn không tin ta." Các đông hút giả vờ giận dỗi, sau đó gọi một nhân viên phục vụ đến. "Người phục vụ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?" Các đông hút mỉm cười hỏi. "Đương nhiên, ngài cứ hỏi." Nhân viên phục vụ là một cô gái trẻ rất xinh đẹp. Ngươi nghĩ rằng vị bằng hữu này của ta bao nhiêu tuổi? Các đông hút hỏi. a, à, cô gái phục vụ sững sờ một chút, sau đó nhanh chóng đáp, vị nữ sĩ xinh đẹp này nhiều lắm cũng chỉ khoảng 24, 25 tuổi thôi. Ngươi thấy chưa, ta không lừa ngươi mà. Hơn 20 tuổi, đây chính là độ tuổi đẹp nhất. Các đông hút cười nói. Các đông hút, ngươi làm gì vậy? Ngô Di Lệ mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn hắn. Kỳ thực, vị nữ sĩ này, bây giờ mối tình tỷ đệ luyến rất phổ biến, hơn nữa dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, vóc dáng đẹp, da dẻ cũng tốt, so với vị tiên sinh này lớn hơn 2, 3 tuổi thì có gì đâu. Nhân viên phục vụ mỉm cười đáp lại, lời lẽ khéo léo. Nói xong, cô gái phục vụ liền rời đi với một nụ cười, để lại các đông hút trợn tròn mắt. Hắn chỉ muốn chứng minh rằng Ngô Di Lệ vẫn còn trẻ, không ngờ cô phục vụ lại suy diễn thành mối tình tỷ đệ luyến, khiến tình huống trở nên dở khóc dở cười. Ngô Di Lệ cũng không ngờ cô gái phục vụ sẽ nói như vậy, gương mặt không tự nhiên đỏ bừng, tim đập nhanh hơn một chút. Một bầu không khí ám muội nhẹ nhẹ giữa hai người bắt đầu lan tỏa. Hơi lớn hơn hai, ba tuổi. Ta có già đến vậy sao? Ta còn chưa đến hai mươi tuổi mà. Một hồi lâu sau, các đông hút giả vờ hồ đồ, mặt mày quể quải nói. Xì. Ngô Di Lệ nghe vậy, thấy dáng vẻ dở khóc dở cười của hắn, không nhịn được mà bật cười. Ngươi tự chút lấy, lần sau còn dám làm loạn không? Ngô Di Lệ mím môi, nhìn các đông hút trách yêu. Sau trò đùa đó, bầu không khí giữa hai người lại trở nên thoải mái như cũ. Rất nhanh sau đó, nhân viên phục vụ mang rượu và đồ ăn đến. Các đông hút rót rượu, hai người nâng ly nhẹ nhàng chạm vào nhau. Ngô Di Lị nhấp một mụn rượu một cách ưu nhã, sau đó hỏi, lần trước ngươi không phải nói sẽ cho ta một vò rượu thuốc sao? Đã gần nửa năm rồi mà ta vẫn chưa thấy ngươi đưa tới. Lần trước ngươi không phải lo lắng có tác dụng phụ sao? Các đông hút cười đáp. Lần trước là lần trước, bây giờ là bây giờ. Dù sao, chờ năm sau khai giảng, ngươi phải mang một vò rượu thuốc đến cho ta. Ngô Di Lị nghe vậy, nhớ lại chuyện mình từng nghi ngờ về rượu thuốc mặt không khỏi đỏ lên. Ngô lão sư, ngươi công nhiên đòi học sinh hối lộ a? À. Các đông hút cười đùa. Ngươi to gan nhỉ, lại còn dám treo chọc ta. Ngô di lị trợn mắt nhìn hắn. Không dám, ta sẽ tặng cho ngươi. Các đông hút khẽ cười, đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một chiếc mặt dây truyền hình trái tim bằng ngọc bích xanh biếc, trông như muốn nhỏ nước. Ngô di lị thoáng sửng người, đôi mắt dần dần ương ướt. Khi nàng thấy Đường Nhã Huệ đeo chiếc mặt dây chuyền ngọc tử la lan thủy tinh, nàng đã rất thích. Sau đó, khi biết rằng đó là quà của các Đông Húc, nàng cảm thấy trong lòng có chút phi diệu, muốn nhờ hắn làm cho nàng một chiếc, nhưng cuối cùng lại không dám nói ra. Không ngờ, nàng không cần phải lên tiếng, các Đông Húc đã tự mình làm cho nàng một chiếc. Tại sao ngươi lại tặng ta món quà quý giá như vậy? Tại sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy? Nhớ lại những chuyện đã qua, nhớ đến mái tóc bạc của các đông hút cùng chiếc mặt dây truyền hình trái tim này ngô di lỵ không thể kìm được nước mắt lăn dài trên má không có lý do gì đặc biệt chỉ là muốn tặng ngươi một món quà cho năm mới nên ta đã làm ra chiếc mặt ngọc bích này các đông hút nhìn ngô di lỵ rơi nước mắt lời nói của nàng vang vọng bên tai hắn nghĩ đến việc tối qua mình vô thức làm ra chiếc mặt dây chuyền này tâm tình đột nhiên trở nên phức tạp xem ra đêm giao thừa ngươi đã có hẹn nên mới sớm đưa ta quà năm mới là phụ nữ, trong những tình huống như vậy, Ngô Di Lị mẫn cảm hơn, nghe lời hắn, lòng nàng khẽ rung lên, nói. Các đông hút gật đầu. Đã có bạn gái, lần sau cũng không nên tùy tiện tặng mặt dây truyền hình trái tim cho người khác, nếu không bạn gái ngươi biết sẽ ghen đấy. Ngô Di Lị dịu dàng nói, tay vuốt tóc. Nếu ngươi không thích hình dáng này, ta sẽ làm cho ngươi một chiếc khác. Các đông hút đáp. Ai nói ta không thích? đeo nó lên cho ta đi. Ngô Di Lệ nhìn các đông hút, cảm xúc phức tạp nói. Các đông hút lặng lẽ đứng dậy, vòng ra phía sau lưng Ngô Di Lệ, rồi nhẹ nhàng đeo mặt dây truyền hình trái tim lên cổ nàng. Lúc về, ngươi chỉ cần nhỏ một giọt máu lên ngọc bích, ngươi sẽ thấy có điều kỳ diệu xảy ra. Các đông hút nói. Ừm. Ngô Di Lệ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Bữa tối nhanh chóng kết thúc. Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau trở lại trường học bằng taxi. Về đến nhà, Ngô Di Lệ ngay lập tức dùng kim châm vào ngón tay mình, rồi nhỏ một giọt máu lên mặt dây truyền hình trái tim. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Ngô Di Lệ, giọt máu nhanh chóng thấm vào mặt dây truyền và biến mất. Ngay sau đó, nàng cảm thấy mình và mặt Ngọc Bích đã thiết lập một mối liên kết kỳ diệu, như thể nó đã trở thành một phần của cơ thể nàng. Đêm hôm đó, Ngô Di Lệ ôm chặt chiếc mặt dây truyền vào ngực, cả đêm mất ngủ đêm giao thừa đã đến trong chớp mắt trên một tảng đá nằm bên ngọn núi cạnh minh nguyệt hồ một cặp nam nữ ngồi bên nhau tiếng chuông du dương từ ngôi chùa giữa sườn núi vọng ra lan tỏa khắp bầu trời minh nguyệt hồ đó là tiếng chuông lúc không giờ đánh dấu bước vào thiên niên kỷ mới dưới chân núi toàn bộ thành phố sáng rực đèn đuốc người xe tấp nập tạo nên một khung cảnh náo nhiệt khung cảnh tương tự cũng đang diễn ra ở các thành phố lớn trên khắp thế giới đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ. Ngươi nói nếu có một ngày ngươi thật sự tu thành thần tiên, một ngàn năm sau, ngươi còn nhớ nơi này, còn nhớ ta không? Liễu gia giao ngồi trong vòng tay của các đông hút, nhìn ra thành phố sáng đèn mà nhẹ giọng hỏi. Ngươi đã khắc sâu vào sinh mệnh của ta rồi. Các đông hút ôm chặt vòng eo liễu gia giao, cả hai cùng dựa vào nhau, tận hưởng khoảnh khắc giao thừa. Tại Tokyo, Nhật Bản, giữa một khu vực tòa những tòa cao ốc, nằm đối diện với con sông bảo vệ thành hoàng gia là một nơi được gọi là tướng môn thủ trũng một vùng đất yên tĩnh xanh mướt không một âm thanh nằm giữa những tòa nhà cao tầng tướng môn thủ trũng là nơi chôn cất thủ cấp của bình tướng môn một nhân vật lịch sử duy nhất công khai phản loạn chống lại triều đình hoàng gia tại kinh đô truyền thuyết kể rằng sau khi bị giết thủ cấp của bình tướng môn suốt nhiều tháng không bị phân hủy đôi mắt vẫn mở trừng trừng như còn sống mỗi đêm khuya tiếng kêu gào của hắn lại vang lên các phần thân thể của ta a, à, các ngươi đang ở đâu? Mau mau đi tới nơi này, mau tới cùng thủ cấp hợp thể, chúng ta đánh lại một trận đi. Rất nhiều câu chuyện ly kỳ liên quan đến tướng môn thủ Trũng đã được lưu truyền, từ những sự kiện diễn ra hàng thế kỷ trước cho đến những sự việc xảy ra trong thế kỷ 20. Năm 1923, một trận động đất lớn đã phá hủy phần lớn Tokyo, nhưng nơi này vẫn không bị ảnh hưởng những ai cố gắng xâm phạm vùng đất này đều gặp kết cục bi thảm. Điều này càng củng cố niềm tin rằng bất kỳ ai phá hủy nơi này sẽ bị trời phạt. Vào đêm giao thừa, nhiều người đến đây để cúng tế và cầu nguyện, nhưng khi đêm càng khuya, gió lạnh càng thổi mạnh, mọi người dần rời đi, trả lại sự yên tĩnh cho tướng môn thủ trũng. Chỉ còn lại một người đàn ông đội mũ ô, mặc bộ đồ trắng, tay cầm chiếc quạt dơi, khuôn mặt túng tú, vẫn đứng lặng trước bi mộ của bình tướng môn người đàn ông này chính là hiro ito một âm dương sư từng được dương ngân hậu cho rằng đã chết trong một trận chiến ở myanmar nhưng hiện tại hắn lại xuất hiện ở đây khỏe mạnh và trẻ trung như trước chờ đợi khoảnh khắc này gia tộc ito của chúng ta đã đợi ròng rã cả ngàn năm bình tướng môn ngươi cũng đã chờ đợi giờ phút này phải không hiro ito tự lẩm bẩm trên mặt nở nụ cười quỷ dị và âm trầm hắn thả chiếc quạt rơi xuống trước bia đá chậm rãi vẽ lên đó theo mỗi đường vẽ của hirohito từ bên dưới bia đá vang lên những âm thanh u ám như thể đến từ cõi âm những âm thanh này bắt đầu lan tỏa từ tướng môn thủ trũng đến các đền thờ ở tokyo như đền áo giáp đền hạt lúa đền tám phiên và các đền thờ khác gió mạnh bắt đầu thổi mang theo một luồng khí âm u khiến mọi người trong tokyo dù ở trong nhà với máy sưởi cũng cảm thấy lạnh lẽo đến trợ người các phần thân thể của ta a các ngươi đang ở đâu Mau mau đi tới nơi này, mau tới cùng thủ cấp hợp thể, chúng ta đánh lại một trận đi. Tiếng kêu gào vang vọng, khiến mặt đất rung chuyển. Hiro Ito bắt đầu trao đảo, mặt hắn tái nhợt, tay cầm quạt run rẩy. Mỗi đường vẽ trở nên nặng nề như ngàn cân, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán hắn. Từng bóng ma oán hận từ bốn phương tụ lại, lao vào cắn xé Hiro Ito, khiến hắn lão đảo. Nhưng hắn không từ bỏ, quyết tâm thực hiện mục tiêu của mình. Ngàn năm đợi chờ vì khoảnh khắc này, ta nhất định sẽ trở thành Âm Dương Sư vĩ đại nhất của gia tộc Ito, đứng trên đỉnh cao của thế giới đạo pháp. Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi, phun ra một đạo tinh huyết lên bia đá. Máu tươi thấm vào bia đá, khiến một bóng đen mờ ảo từ bia đá bốc lên, hiện hình một võ tướng với khuôn mặt hung dữ, tay cầm thái đao. Võ tướng này giơ cao đao và đập mạnh xuống đất, tạo ra một khe nứt tối tăm. Các phần thân thể của ta a, à, các ngươi đang ở đâu? mau mau đi tới nơi này mau tới cùng thủ cấp hợp thể chúng ta đánh lại một trận đi tiếng gào thét từ khe nước vang lên làm gió âm u lao vào khe nước như tìm được nơi giải thoát ha ha hiro ito cười điên cuồng rồi hắn cũng biến mất vào khe nước cùng cơn gió âm khi cơn gió tan biến và khe nước biến mất tất cả lại trở nên yên tĩnh như chưa từng có gì xảy ra cái gì tất cả đều bình thường không có ai tử vong các đền thờ đều không có gì khác thường nhưng rõ ràng tối qua tại một trụ sở bí mật ở tokyo một người đàn ông râu bạc nghe báo cáo từ thuộc hạ vừa khiếp sợ vừa nhẹ nhõm dưới lòng đất tại một đường hầm tối tăm hiro ito đang thu thập từng luồng quán khí nguyên bản vào chiếc quạt dơi của mình quạt dơi của hắn càng lúc càng đen kịt và âm lãnh trong khi sắc mặt hiro ito trở nên hồng hào hơn nhưng âm khí quanh người hắn lại càng đậm đặc hơn thật là bổ dưỡng nếu ta tiến vào đây từ ngàn năm trước, chắc chắn đã bị những oán linh này nuốt chửng. Nhưng hiện tại, sau ngàn năm phong ấn, ta có thể hấp thụ tất cả chúng mà không gặp trở ngại gì. Tu vi của ta đã gần đột phá đến luyện khí tầng 7, chờ khi ta thu phục bình tướng môn, ai có thể là đối thủ của ta trong thế giới đạo Pháp suy tàn này? Hiro Ito tự tin, mắt lóe lên ánh nhìn kiêu ngạo. Trong khi những sự kiện quan trọng diễn ra ở Nhật Bản vào đêm giao thừa, các đông hút hoàn toàn không hay biết thậm chí khi gustav martin quốc vương thụy điển cùng đoàn tùy tùng của hắn ta đáp chuyên cơ đến trung quốc để viếng thăm các đông húc vẫn say mê trong việc tu luyện nghiên cứu khoa học tự nhiên và y học hoàn toàn không biết đến sự kiện trọng đại này mãi đến khi phùng lão gọi điện thoại cho hắn các đông húc mới biết rằng gustav martin đã đến trung quốc ta nên nói sao với ngươi đây phùng lão dù đã trải qua vô số sự kiện trong đời cũng không khỏi bất ngờ khi biết rằng các đông hút không hề hay biết về chuyến viếng thăm của gustav martin hắn cảm thấy bối rối trước sự thờ ơ của người khởi xướng chính trong việc này khái khái sư huynh ngài cũng biết mà ta từ trước đến giờ không chú ý nhiều đến những chuyện như thế này các đông hút ngượng ngùng cười đáp ngươi thật là phùng lão không nói thêm gì chỉ cười lắc đầu rồi tiếp tục lần này gustav martin quốc vương đến thăm với một đoàn tùy tùng khổng lồ điều này mang lại một khởi đầu tốt đẹp cho ngoại giao của quốc gia trong thế kỷ mới chuyến thăm này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thái độ của các nước châu âu đối với chúng ta đáng quý nhất là đoàn thương mại khổng lồ mà gustav martin mang theo nhiều hợp tác đang được đàm phán vương thất đã gần như xác định sẽ đầu tư vào trung quốc đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ cao đây là một điều rất quan trọng đối với chúng ta ngươi phải biết rằng tất cả những điều này đều nhờ ngươi mà có tuy nhiên ngươi không màng đến danh lợi cho nên ta đã giúp ngươi chặn những lời khen ngợi từ trên xuống. Thật sự cảm tạ sư huynh, ngài hiểu ta nhất mà. Các đông hút cười nói. Thôi nào, đừng tân bốc ta. Hiện giờ Gustav Martin quốc vương đã đích thân đến Trung Quốc, thể hiện thành ý lớn như vậy, ngươi định làm gì đây? Phùng lão cười mắng, rồi hỏi tiếp. Sư huynh, sinh mệnh là vô giá. Đặc biệt là đối với Gustav Martin, một khi sinh mệnh kết thúc, tất cả những gì hắn ta có từ vương quyền đến tài sản chỉ còn là cho bụi vì vậy hành động hiện tại của hắn ta chỉ cho thấy sự khôn ngoan và thức thời nhưng nếu hắn ta nghĩ rằng chỉ với lòng biết ơn ta sẽ chữa bệnh cho hắn ta thì chắc chắn là không thể bởi vì bây giờ hắn ta đang cầu xin ta chứ không phải ngược lại hơn nữa trước đây ta đã từng đưa ra cơ hội cho hắn ta rồi các đông hút trả lời ngươi thật là cái giá của ngươi còn lớn hơn cả ta Phùng lão cười mắng. Sư huynh, ngài nói vậy ta thật không dám nhận. Giá trị của ta chỉ thể hiện qua từng tình huống cụ thể thôi. Các đông hút cười nói. Ha ha. Tốt lắm, một câu, giá trị của ta chỉ thể hiện qua từng tình huống cụ thể. Sư huynh này có một sư đệ như ngươi, lưng còn cứng rắn hơn nhiều. Được rồi, chuyện này ngươi tự quyết định, ta không can thiệp nữa. Phùng lão cười lớn, âm thanh vang dội, đầy khí thế. Vài ngày sau, khi Gustav Martin quốc vương đến thăm thành phố Lâm Châu, cả thành phố trở nên náo động. Từ phố lớn đến ngõ nhỏ, người dân đều bàn tán về việc quốc vương đến thăm. Tuy nhiên, ngoài các đông hút và một số ít người, không ai biết rằng mục đích thực sự của Gustav Martin là gặp một bác sĩ trung y trẻ tuổi ở Bệnh viện Trung y tỉnh Giang Nam. Vào ngày thứ ba của chuyến viếng thăm, khi Lâm Châu bắt đầu rơi trận tuyết đầu tiên của mùa đông, một người trung niên ngoại quốc khoác áo lông dày, đội mũ len và đeo kính râm lớn cùng với một số tùy tùng tiến vào bệnh viện trung y tỉnh giang nam người trung niên ngoại quốc này chính là gustav martin quốc vương hắn ta cùng với tùy tùng đến bệnh viện đích thân đăng ký và xếp hàng như một người bình thường điều này khiến các tùy tùng bao gồm cả vị quản gia mang phong thái quý phái tỏ ra vô cùng tức giận như thể họ bị sỉ nhục tuy nhiên gustav martin lại tỏ ra kiên nhẫn và chờ đợi bệ hạ Ngài thực sự cần phải làm vậy sao? Cuối cùng, vị quản gia không thể chịu nổi, thấp giọng hỏi. Trước mặt bác sĩ, ta chỉ là một bệnh nhân. Gustav Martin trả lời, với vẻ mặt đầy chờ mong. Trong phòng khám chuyên gia, Đường Dật Viễn đang khám bệnh cho một bệnh nhân, còn các Đông Húc và Hà Đoan Thụy cùng những người khác ngồi quan sát. Đột nhiên, các Đông Húc mỉm cười, vỗ vai Hà Đoan Thụy và nói nhỏ, "Bác sĩ Hà, đi sắp xếp một phòng y tế đi." gustav martin đã đến rồi xem ra hắn ta biết điều đăng ký và xếp hàng một cách đàng hoàng dù hà đoan thụy đã biết về chuyến thăm của gustav martin nhưng khi nghe các đông hút nói rằng gustav martin đã đến hắn vẫn không khỏi kinh ngạc đặc biệt là khi biết quốc vương thực sự đăng ký và xếp hàng như một người dân bình thường hắn vừa ngạc nhiên vừa thán phục các đông hút làm sao mà biết được điều này các đông hút nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của hà đoan thụy mỉm cười lần nữa và vỗ vai hắn đi thôi hà đoan thụy lúc này mới tỉnh lại vội vàng rời khỏi phòng khám để sắp xếp sau một thời gian ngắn hà đoan thụy quay lại và báo cáo rằng phòng y tế đã được chuẩn bị xong các đông hút lúc này mới đứng dậy rời khỏi phòng khám theo sau là trương tu văn và những người khác chỉ có đường dật viễn ở lại để tiếp tục nhiệm vụ khám bệnh đi mời gustav martin vào các đông hút nói với hà đoan thụy khi ra khỏi phòng khám bệ hạ hoan nghênh ngài đến lâm châu Ta là bác sĩ Hà Đoan Thụy, đệ tử của các bác sĩ. Ngài ấy đã biết ngài đến và đã đặc biệt nhờ ta đến mời ngài. Dù Gustav Martin đội mũ và đeo kính râm, nhưng vì Hà Đoan Thụy đã được thông báo trước, nên ngay khi đến phòng chờ, hắn đã nhận ra ngay vị quốc vương này, người đã xuất hiện liên tục trên bản tin thời sự trong những ngày qua. Hà Đoan Thụy nói bằng tiếng Anh với Gustav Martin, vì vậy những người đang chờ khám trong phòng, phần lớn là người cao tuổi, không ai hiểu được. Tuy nhiên, quản gia và các vệ sĩ của Gustav Martin thì hiểu. Họ cảm thấy khó chịu khi thấy quốc vương của mình tự đăng ký và xếp hàng, nhưng các đông hút chỉ phái một học trò đến mời. Ánh mắt họ nhìn Hà Đoan Thụy trở nên lạnh lùng. Cảm ơn ngươi, bác sĩ Hà. Gustav Martin đứng dậy với vẻ mặt vui mừng, chủ động đưa tay bắt tay với Hà Đoan Thụy. Không có gì, thưa quốc vương. Xin mời ngài đi theo ta. Hà Đoan Thụy đáp hà đoan thụy dẫn gustav martin và đoàn tùy tùng đến trước cửa phòng y tế rồi gõ cửa lão sư gustav martin quốc vương đã đến hà đoan thụy cung kính báo cáo sau khi mở cửa mời hắn vào các đông húc gật đầu đứng dậy từ bàn làm việc khi các đông húc đứng dậy gustav martin và đoàn người của hắn theo hà đoan thụy bước vào phòng quốc vương các hạ chào mừng ngài đến trung quốc ta là các đông húc các đông hút tiến tới chủ động đưa tay ra chào Gustav martin dù đã biết trước từ johansson rằng các đông hút là một bác sĩ trẻ tuổi nhưng khi tận mắt chứng kiến Gustav martin vẫn không khỏi kinh ngạc trước sự trẻ trung của các đông hút hắn sửng sốt một lúc rồi vội vã tháo kính râm và mũ len đưa tay bắt lấy tay các đông hút và nói cảm ơn các bác sĩ cùng lúc đó nỗi lo lắng trong lòng Gustav martin cũng dần tan biến dù hắn đã đăng ký dưới tên đường dật viễn nhưng các đông hút đã xuất hiện chứng tỏ sự thành ý của hắn đã cảm động được các đông hút khiến bác sĩ đồng ý chữa trị cho mình quốc vương các hạ khách khí rồi bây giờ ta sẽ bắt đầu kiểm tra cho ngài những người không liên quan có thể ra ngoài các đông hút nhẹ nhàng nói không được ta là đội trưởng đội hộ vệ của quốc vương nhất định phải bảo đảm an toàn cho bệ hạ một người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng tóc ngắn màu trắng bước lên một bước và nói với giọng kiên quyết. Nếu ta muốn gây hại cho quốc vương của các ngươi, các ngươi nghĩ rằng chỉ với vài khẩu súng bên hông là có thể bảo vệ hắn sao? Các đông hút cười lạnh, đưa tay bấm một pháp quyết. Ngay lập tức, không gian trong phòng y tế dường như gợn sóng, khiến những người trong phòng cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm bao trùm. Đội hộ vệ theo bản năng muốn rút súng, nhưng trước khi kịp hành động, súng của họ đã bị hút ra khỏi người và chỉ thẳng vào đầu họ. Mặt họ tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Gusap Martin và quản gia của hắn cũng không ngoại lệ, ngay cả Hà Đoan Thụy và những người khác, dù đã biết các đông hút lợi hại, cũng không khỏi rùng mình. Ta ghét nhất chính là súng ống. Quốc vương đến để chữa bệnh, còn các ngươi lại mang súng vào phòng y tế của ta. Thật là một chuyện nực cười. Nếu ta không ra tay, quốc vương của các ngươi không sống nổi quá 3 tháng. Các đông hút cười lạnh nắm chặt tay những khẩu súng vặn vẹo biến chúng thành những cục sắt giờ thì các ngươi có thể mang súng của mình ra khỏi phòng y tế lần sau nếu các ngươi còn mang súng vào đây ta hy vọng đầu của các ngươi cứng như súng của mình các đông hút lạnh lùng nói vâng thưa ngài đội trưởng đội hộ vệ và những người khác nhận lại những cục sắt đã từng là súng mặt mày tái nhợt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng cúi đầu chào Gustav Martin rồi vội vã rời khỏi phòng như chạy trốn ra khỏi phòng y tế họ thở hổn hển từng hơi dù đang giữa mùa đông cả người họ vẫn toát mồ hôi lạnh không ngờ quốc vương bệ hạ lại phải đăng ký và xếp hàng vị bác sĩ này không phải là người bình thường hắn là thần tiên đông phương sao đội trưởng đội hộ vệ lau mồ hôi trên trán nói với vẻ mặt kinh hãi henry quản gia của Gustav Martin cười khổ nói đúng vậy giờ ta mới hiểu tại sao bệ hạ lại quyết định đến trung quốc đồng thời chọn thân phận là một bệnh nhân bình thường để khám trung y trong khi đó các đông hút trong phòng y tế cười nhạt khi thấy những người khác đã rời đi rồi nói với gustav martin quốc vương các hạ giờ ta có thể kiểm tra bệnh cho ngài mời ngài ngồi xuống các tiên sinh ngài có thể gọi ta là gustav khi ta còn là học sinh bạn bè cũng gọi ta như vậy gustav martin khiêm tốn đáp lại dù là một quốc vương, nhưng hắn cảm thấy vinh dự khi được các Đông Húc gọi bằng tên thân mật. "Được rồi, Gustav, ngươi có thể gọi ta là Các, bạn bè nước ngoài của ta cũng gọi ta như vậy." Các Đông Húc mỉm cười nói. "Cảm ơn ngài, Các." "Đó là vinh hạnh của ta." Gustav Martin mỉm cười, cảm thấy mình như được thụ sủng nhược kinh. "Ha ha, Gustav, giờ chúng ta đã quen biết, không cần quá khiêm nhường, mời ngài ngồi xuống." Các đông hút cười nói, vỗ nhẹ vào vai Gustav Martin. Hành động thân thiện nhưng vô cùng tự nhiên của các đông hút khiến Hà Đoan Thụy và những người khác trong phòng không khỏi trợn tròn mắt. Họ nghĩ rằng, trên thế giới này, có lẽ chỉ có các lão sư mới dám vỗ vai một quốc vương như vậy. Ha ha, đúng vậy, đúng vậy. Gustav Martin cười lớn, ngồi xuống theo lời mời. Cứ đưa tay của ngài cho ta, ta sẽ bắt mạch cho ngài trước. Các đông hút nói được rồi. Gustav Martin gật đầu, định đưa tay ra, nhưng đột nhiên cảm thấy một cơn đau kịch liệt ở bụng trên, sắc mặt hắn tái nhợt, tay rụt lại và đặt chặt lên bụng. Các, ta e rằng trước tiên cần gọi quản gia của ta để lấy một viên thuốc giảm đau. Gustav Martin nói với giọng khó khăn, mồ hôi lạnh đổ trên trán. Xem ra tình huống của ngươi cũng khá nghiêm trọng, giống như Johansson vậy. Các đông hút thấy Gustav Martin đau đớn, hơi nhíu mày rồi đưa tay xoa nhẹ lên bụng của hắn ta vài lần ngay khi tay các đông hút chạm vào gustav martin cảm nhận được một luồng khí ấm áp lan tỏa trong bụng và cơn đau lập tức tan biến thật thần kỳ ta không còn đau nữa gustav martin không dám tin dùng tay ấn nhẹ bụng mình và kêu lên kinh ngạc cảm thấy như một tảng đá nặng đã được gỡ bỏ khỏi tâm trí hiện tại hắn ta hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của các đông hút trong việc chữa trị căn bệnh ung thư của mình việc này đối với ta chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể điều quan trọng nhất là ngươi phải ngăn chặn ung thư tuyến tụy lan đến não bộ nếu nó lan đến đó ta cũng không thể chữa trị được hoàn toàn tối đa chỉ có thể kéo dài sự sống cho ngươi thêm vài năm các đông hút nghiêm túc nói nghe vậy gustav martin cảm thấy tim mình đập mạnh hắn biết rằng ung thư tuyến tụy rất khó phát hiện và phát triển nhanh chóng đó là lý do hắn vội vã đến trung quốc để tìm sự cứu chữa có lẽ nó chưa lan đến mức đó ta không cảm thấy có triệu chứng gì bất thường ở não gustav martin nói và đưa tay ra để các đông hút bắt mạch các đông hút đặt ngón tay lên cổ tay của gustav martin nhắm mắt lại và bắt đầu kiểm tra tình trạng cơ thể của hắn ta chúc mừng ngươi gustav martin ung thư vẫn chưa lan đến não nó chỉ mới lan đến ruột và dạ dày các đông hút nói nghe vậy gustav martin thở phào nhẹ nhõm tuy nhiên hắn ta cảm thấy có chút kỳ lạ khi nghe một lời chúc mừng về việc ung thư di căn đến ruột và dạ dày một điều mà người bình thường sẽ hoảng sợ khi nghe đến nếu như trước đây gustav martin chắc chắn sẽ nghĩ mình đã điên khi cảm thấy vui mừng vì điều đó nhưng hiện tại hắn ta hiểu rằng phản ứng của mình là hoàn toàn bình thường trong hoàn cảnh này bây giờ ta nên làm gì gustav martin hỏi ngươi chỉ cần cởi quần áo chỉ để lại quần lót và nằm lên giường bệnh ta sẽ sử dụng châm cứu và một phương pháp đặc biệt để tiêu diệt tế bào ung thư trong cơ thể ngươi, sau đó sẽ kê đơn thuốc trung y để ngươi tiếp tục điều trị. Các đông hút giải thích. Cảm ơn ngươi, các. Gustav Martin đang nghe truyện trên TV Audio CV cảm kích, sau đó cởi quần áo và nằm lên giường bệnh, chỉ mặc quần lót. Các đông hút bắt đầu trị liệu cho Gustav Martin giống như đã làm với Johansson trước đó, sử dụng châm cứu để điều khiển chân khí, tinh chuẩn giết chết từng tế bào ung thư trong cơ thể sau khoảng nửa giờ các đông hút thu hồi kim châm dù sắc mặt của gustav martin có phần tái nhợt nhưng tinh thần của hắn rõ ràng tốt hơn nhiều so với trước khi điều trị được rồi gustav martin ta sẽ kê cho ngươi một đơn thuốc ngươi chỉ cần uống thuốc này trong hơn nửa tháng cơ thể sẽ hoàn toàn khôi phục các đông hút nói cảm ơn ngươi các gustav martin cảm thấy trong cơ thể mình có sự thay đổi lớn lao những tế bào ung thư dường như đã biến mất hắn cúi người chào thật sâu để tỏ lòng biết ơn ngươi không cần cảm ơn ta tấm lòng của ngươi khi đến trung quốc ta đã hiểu nhưng hãy tin ta việc quốc gia ngươi chọn hợp tác với trung quốc là lựa chọn cho tương lai các đông hút nói cảm ơn ngươi các vì đã cho chúng ta cơ hội lựa chọn tương lai bây giờ ta rất vui mừng vì cả johansson giáo sư và ta đều mắc bệnh ung thư gustav martin nghiêm túc đáp đây chính là cái mà chúng ta gọi là duyên phận. Các đông hút gật đầu, mỉm cười nói. Đúng vậy, trước đây khi Johansson giáo sư giải thích về duyên phận, ta chỉ hiểu được một phần. Nhưng bây giờ ta đã thật sự hiểu. Ta muốn xin lỗi ngươi vì trước đây đã có những định kiến về Trung Y và từ chối lời mời của ngươi. Gustav Martin lần nữa cúi người xin lỗi. Chuyện đã qua thì cho qua. Các đông hút mỉm cười khoát tay, không để bụng không các ta chân thành khẩn cầu ngươi cho học viện y học hoàng gia caroline một cơ hội khác giống như ngươi đã cho ta cơ hội hôm nay gustav martin thành khẩn đề nghị các đông hút nhìn vẻ mặt chân thành của gustav martin ngẫm nghĩ về việc hợp tác với học viện y học hoàng gia caroline bởi vì họ có những nghiên cứu y học tiên tiến hợp tác với họ có thể giúp rút ngắn con đường nghiên cứu ung thư điều này không chỉ có lợi cho trung quốc mà còn cho cả thế giới nghĩ vậy các đông hút gật đầu đồng ý gustav martin ta đồng ý với yêu cầu của ngươi tuy nhiên học viện y học hoàng gia caroline chỉ có thể tham gia với tư cách cố vấn không có quyền quyết định johansson đệ tử của ta sẽ là nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực tây y cảm ơn ngươi các chỉ cần chúng ta có thể tham gia đó là vinh dự lớn nhất của chúng ta mọi quyết định sẽ do các ngươi đưa ra và lợi ích thu được cũng thuộc về các ngươi ta chỉ hy vọng rằng công dân thụy điển của chúng ta sẽ được miễn phí sử dụng các kỹ thuật và phương thuốc nghiên cứu được không cần phải trả thêm chi phí gustav martin hạnh phúc nói điều đó không có vấn đề gì đó là điều các ngươi xứng đáng được hưởng các đông hút đồng ý cảm ơn ngươi các ngươi không chỉ là một người vĩ đại mà còn là một người tốt nhận biết ngươi là vinh hạnh lớn nhất của ta gustav martin đáp lại cảm ơn ngươi Gustav Martin, nhưng điều đó là vì ngươi là bạn của ta. Ta với kẻ thù sẽ không tốt lành như vậy đâu." Các Đông Húc cười nói. Nghe vậy, Gustav Martin chợt nhớ đến những gì các Đông Húc đã làm với các hộ vệ của hắn và trái tim hắn đập mạnh. "Các, ta tin rằng chúng ta sẽ mãi là bạn, ta sẽ cảnh báo những người nối nghiệp trong nội các của ta để họ biết cách làm bạn với Trung Quốc, không nên hành động như vài quốc gia phương Tây khác." "Ha ha, Gustav Martin ngươi là một quốc vương thông minh các đông hút cười và vỗ vai gustav martin khen ngợi được các đông hút khen ngợi gustav martin cảm thấy máu dồn lên mặt nói cảm ơn ngươi các buổi tối ta có thể mời ngươi dùng bữa không ta muốn giới thiệu thê tử của ta và những người phụ trách quản lý tài sản hoàng gia với ngươi gustav martin có một câu nói ở trung quốc ở xa đến là khách ngươi đã đến đây ta nên là người mời các ngươi bữa tối các đông hút đáp lại. Điều đó là vinh hạnh của ta, nhưng có thể sẽ phiền phức cho ngươi không? Ngươi biết đấy, ta là quốc vương, mọi thứ đều được Henry và những người khác sắp xếp rất kỹ lưỡng. Gustav Martin vừa vui mừng vừa khiêm tốn nói. Đương nhiên là không phiền đâu, Gustav Martin. Thật ra ta có rất nhiều thân phận. Ở Lâm Châu thành phố, ta cũng sở hữu một vài quán rượu. Một trong số đó mới được xây dựng tuy không nằm bên cạnh Minh Nguyệt Hồ, nhưng từ đây ngươi có thể chiêm ngưỡng cảnh đêm phồn hoa của thành phố đang phát triển với tốc độ chóng mặt này. Các đông hút miễn cười đáp. Thì ra các ngươi còn là một doanh nhân nữa. Nếu vậy, ta sẽ để ngươi chủ trì, còn ta sẽ tuân theo mọi sắp xếp. Ngươi chỉ cần cho ta biết tên khách sạn, ta sẽ để Henry liên hệ để sắp xếp mọi việc. Ta còn muốn ở lại Giang Nam lâu thêm hai ngày để hiểu thêm về nơi này. Nếu có thể, ta hy vọng có thể nghĩ lại khách sạn thuộc sở hữu của ngươi trong thời gian này gustav martin vui vẻ nói gustav martin ngươi là phát ngôn viên tốt nhất cho quán rượu của ta các đông hút cười và vỗ vai gustav martin lần nữa hiểu rõ dụng ý của hắn ta được quảng cáo cho quán rượu của ngươi là niềm vinh dự của ta gustav martin đáp lại bằng một nụ cười ha ha dù thế nào ta vẫn phải cảm ơn ngươi vì sự hỗ trợ này các đông hút cười nói. Sau đó, hai người tiếp tục trò chuyện một lúc. Vì các đông hút còn phải tiếp tục công việc ở bệnh viện và Gustav Martin cần nghỉ ngơi, các đông hút nhờ Hà Đoan Thụy tiễn Gustav Martin và dặn dò Hà Đoan Thụy xử lý việc chuẩn bị thuốc trung y cho Gustav Martin. Ngài không nhận ra rằng từ khi quốc vương bệ hạ trở về từ bệnh viện, tinh thần của hắn đã rất tốt, không còn đau đớn gì nữa, thậm chí không cần dùng đến thuốc giảm đau. Henry nói thêm phơ nghe vậy, không nói gì thêm và chỉ im lặng gật đầu. Gustav Martin cười, sau đó hỏi Henry, "Chuyện sắp xếp tiệc tối và khách sạn đã hoàn tất chưa?" Bẩm bệ hạ, mọi thứ đã được sắp xếp xong, khách sạn cũng rất tuyệt vời." Henry cúi đầu trả lời. Nhã đô Hoa Viên. Trên chiếc giường lớn màu hồng, từng chiếc váy dạ hội xinh đẹp được trải ra. Đông Húc, ngươi nói ta nên mặc cái nào đây? Liễu gia giao nhìn đống quần áo trên giường và nhíu mày hỏi. Gia giao, ngươi mặc gì cũng đẹp, chọn bất kỳ cái nào cũng được. Không phải chỉ là gặp quốc vương và vương phi thôi sao? Ngươi là vợ của ta, điều đó mới quan trọng. Các đông hút dở khóc dở cười đáp. Đó là tâm trạng mà ngươi có hiểu không? Giống như mọi cô gái đều có một giấc mơ công chúa vậy. Đêm nay ta sẽ gặp Vương Phi, ta phải xuất hiện với hình tượng đẹp nhất. Hơn nữa, ta cũng muốn ngươi nở mày nở mặt chứ. Ngươi là một vị thần tiên phương đông, vợ của ngươi không thể để Vương Phi nghĩ rằng nàng ấy thua kém chứ. Liễu gia giao nhìn các đông hút và nói với ánh mắt kiên quyết. Ha ha, ta không hiểu phần đầu, nhưng phần sau ta rất thích nghe. Các đông hút cười lớn và ôm lấy vòng eo thon thả của liễu gia giao từ phía sau. Cái tên nhà ngươi, đừng có tấy máy tay chân, mau giúp ta chọn bộ váy đi. Liễu gia giao kêu lên, đập nhẹ tay các đông hút khi hắn chuẩn bị nghịch ngợm. Chọn bộ này đi, chiếc đuôi cá màu hồng nhạt này sẽ tôn lên vóc dáng nguyễn chuyển của ngươi. Các đông hút chỉ vào một chiếc váy trên giường và nói. Vậy thì chọn cái này. Ta nghe lời ngươi. Liễu gia giao cầm chiếc váy đuôi cá màu hồng nhạt và định đi vào phòng thay đồ. Ngay đây thay đổi cũng được mà, cần gì phải vào phòng thay đồ. Các đông hút cười nói. Hì hì, Mắt ngươi đang sáng lên kìa, ta đi vào phòng thay đồ sẽ an toàn hơn." Liễu Gia Dao cười tươi và đi vào phòng thay đồ. Nhìn theo dáng đi uyển chuyển của Liễu Gia Dao, các đông húc chỉ biết cười khổ. Vừa nãy, khi Liễu Gia Dao thay đồ trước mặt hắn, thật sự hắn khó mà giữ bình tĩnh được. Rất nhanh, Liễu Gia Dao bước ra với chiếc váy đuôi cá màu hồng nhạt, khiến các đông húc không thể rời mắt. Chiếc váy hoàn toàn tôn lên thân hình quyến rũ của nàng đặc biệt là vòng eo thon thả và đường cong gợi cảm. Không được, ta hối hận rồi. Ngươi không thể mặc bộ này, quá hấp dẫn, người khác nhìn ngươi sẽ khiến ta ghen tị mất. Các đông hút nói và mạnh mẽ vuốt ve vòng eo thon thả và mông đẹp của liễu gia giao. Ngươi thật là lão phong kiến. Nhưng ta sẽ nghe lời ngươi. Liễu gia giao cười tươi và chọn một chiếc váy truyền thống màu trắng. Nhưng bộ này có hơi quá bảo thủ không? Các đông hút hỏi. Thôi đi, đừng giả vờ nữa. Liễu Gia giao liếc nhìn các đông hút và quay người rời đi. Khà khà, không thể trách ta được, ai bảo ngươi quá xinh đẹp. Các đông hút cười nói. Liễu giai giao nhanh chóng thay váy và bước ra với chiếc váy trắng, dù không tôn lên được đường công gợi cảm như trước, nhưng lại làm nàng trông đoan trang và tao nhã hơn. Giai giao, ngươi mặc váy dạ hội thật sự rất đẹp. Các đông hút từ trong thâm tâm thốt lên bớt đi, ngươi sợ ta đổi ý sao? Liễu Gia giao nhìn các đông hút và cười khúc khích. Khái khái. Các đông hút mặt lộ vẻ ngựa ngùng. Khanh khách. Liễu Gia giao không nhịn được cười lớn, rồi khoát tay các đông hút, nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Ngươi đúng là đồ ngốc. Ha ha, ngươi thật sự tin là ta sẽ để ngươi mặc bộ này sao? Các đông hút cười nói, treo chọc liễu Gia dao. Không dễ nhìn sao? Liễu gia giao nhẹ nhàng xoay một vòng trước mặt các đông hút, làm cho chiếc váy xòe nhẹ nhàng bay lên. Đẹp đẽ, đương nhiên đẹp. Ai nói không đẹp, ánh mắt kẻ đó chắc chắn là mù. Các đông hút cười lớn, gật đầu liên tục. Khanh khách. Liễu gia giao cười khúc khích, rồi nhẹ nhàng khoát tay các đông hút, nói, vậy bây giờ chúng ta đi thôi. Hừng, cũng sắp đến giờ rồi. Các đông hút gật đầu, rồi cùng liễu gia giao thân mật đi xuống lầu. Hôm nay, các đông hút không lái chiếc Audi của Liễu Gia Giao, mà thay vào đó là chiếc xe Jeep đặc chủng mang theo quân hiệu đặc biệt. Dưới ánh chiều tà, chiếc xe Jeep lao đi qua các con đường trong thành phố Lâm Châu, mọi người đều tránh đường, giao thông thông suốt. Cảnh sát giao thông trên đường vừa nhìn thấy, lập tức đứng nghiêm chào, sau đó chỉ huy cho xe của các đông hút đi qua mà không gặp trở ngại nào. Tại sao khi nhìn ngươi, ta lại có cảm giác như đang nhờ vả người khác nhỉ? liễu gia giao vẫn là lần đầu tiên ngồi trong chiếc xe đặc chủng này thấy cảnh sát giao thông cúi chào và xe đi qua một cách suôn sẻ cô nhìn các đông hút với ánh mắt đầy cảm xúc xin nhờ ta dù sao cũng là nhân vật quan trọng trong ngành đặc biệt mà hơn nữa hôm nay chúng ta còn phải đón tiếp quốc vương thụy điển chẳng lẽ ta còn phải lái xe bình thường nếu là lãnh đạo tỉnh chắc chắn sẽ có xe cảnh sát mở đường các đông hút cười đáp khanh khách Đúng vậy, các lãnh đạo nói là đúng. Liễu gia giao cười nói, giọng đầy treo chọc. Được rồi, được rồi, thật ra, Gustav Martin dù sao cũng là quốc vương, hôm nay hắn muốn đến khôn đình tử điếm ăn cơm, nên khu vực xung quanh sẽ có lực lượng an ninh và cảnh sát giao thông kiểm soát. Ta là chủ nhà, không thể để họ cản lại kiểm tra giấy tờ chứ. Như vậy quá mất mặt. Các đông hút nói với giọng bất đắc dĩ. Ngu ngốc, ngươi nghĩ ta không biết sao? dù sao ta cũng là tổng giám đốc một công ty, hiểu rõ những chuyện này. Liễu Giai giao cười, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào trán cát đông hút. Khi họ nói chuyện, chiếc xe Jeep đã đến gần khung đình tử điếm trên đường Vĩnh Thanh. Như dự đoán, tại các ngã tư trên đường Vĩnh Thanh có thêm nhiều cảnh sát giao thông hơn bình thường, họ đang cầm bộ đàm để nhận chỉ thị. Giao thông tuy chưa bị hạn chế hoàn toàn, nhưng rõ ràng các lực lượng an ninh đã sẵn sàng đoàn xe của gustav martin có thể còn chưa xuất phát từ khách sạn quốc tân quán tại minh nguyệt hồ khi các đông hút lái xe đến khung đình đại tử quán hắn nhận thấy lực lượng an ninh được bố trí dày đặc cả ở ngoài sáng và trong bóng tối để bảo vệ an toàn cho quốc vương và đoàn tùy tùng hắn cười nhẹ lắc đầu có hắn ở đây dù cho có sát thủ nào đó mai phục chỉ cần họ tỏa ra sát khí hắn có thể ngay lập tức nhận ra và ngăn chặn nhưng các đông hút hiểu rằng quốc vương là người quan trọng việc bảo vệ là cần thiết đặc biệt khi có những nhân vật trọng yếu của thụy điển tham gia khi đến cổng quán rượu các đông hút thấy rằng lực lượng an ninh kiểm tra rất nghiêm ngặt và số lượng người ra vào quán rượu cũng bị hạn chế tuy nhiên khi nhận ra xe đặc chủng của các đông hút họ lập tức nghiêm chỉnh chào và cho phép hắn đi qua các đông hút đậu xe tại bãi đổ xe riêng của phòng cho tổng thống sau đó cùng liễu giai dao xuống xe có một lối đi riêng và thang máy chuyên dụng dẫn trực tiếp lên phòng cho tổng thống. Tuy nhiên, lối đi này cũng được bảo vệ nghiêm ngặt bởi lực lượng an ninh từ Cục Cảnh vệ tỉnh Giang Nam và đội bảo vệ của quốc vương. Cục Cảnh vệ đã được thông báo trước về sự xuất hiện của các đông hút, nên khi thấy hắn, họ lập tức cúi chào và cho phép hắn đi qua mà không có sự cản trở nào. Những nhân viên an ninh từ Thụy Điển, khi nhận ra các đông hút, cũng vội vàng đứng chào, không dám ngăn cản. Thang máy đưa họ thẳng lên, phòng cho tổng thống. Bên ngoài phòng cũng có không ít nhân viên an ninh canh gác. Hút ca. Liễu tỷ Lâm Khôn, người phụ trách quán rượu, nhìn thấy các đông hút và liễu gia giao bước đến, vội vàng tiến tới chào hỏi. Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? Các đông hút hỏi. Mọi thứ đã sẵn sàng. Lâm Khôn trả lời. Rút bớt nhân viên an ninh đi, làm căng thẳng thế này thì còn gì không khí ăn tối. Các đông hút nói người của cục cảnh vệ tỉnh thì dễ sắp xếp nhưng phía thụy điển lâm không tỏ vẻ khó xử gọi cho henry bảo với hắn là do ta yêu cầu hắn sẽ lo liệu các đông hút ra lệnh lâm không lập tức gọi điện đầu tiên là cho trịnh tử kiệt ở cục cảnh vệ sau đó liên lạc với henry từ phía thụy điển henry lập tức đồng ý mà không một lời phản đối nhân viên an ninh sau đó rút khỏi khu vực để lại một không gian thoải mái cho bữa tối không lâu sau đó trần bí thư tang tỉnh trưởng trịnh giám đốc cùng phu nhân của họ đến phòng cho tổng thống vì là bữa tiệc riêng tư và không gian có hạn các đông hút chỉ mời một số ít lãnh đạo và trịnh giám đốc người có mối quan hệ tốt với hắn các đông hút chào hỏi từng người sau đó cùng họ trò chuyện vui vẻ liễu gia giao nhìn thấy các đông hút giao lưu với những lãnh đạo mà trước đây cô chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa trong lòng cô không khỏi dâng lên niềm tự hào và cảm xúc phức tạp các chủ nhiệm lần trước ngươi giới thiệu cố tiên sinh cho chúng ta lần này lại giới thiệu quốc vương thụy điển chúng ta thực sự phải cảm ơn ngươi rất nhiều trần bí thư cầm chặt tay các đông húc nói với vẻ xúc động ha ha trần bí thư quá lời rồi ta cũng là người giang nam làm chút việc cống hiến cho quê hương là trách nhiệm của ta các đông húc cười đáp đây không chỉ là một điểm cống hiến đâu mà là một cống hiến to lớn trần bí thư nói với vẻ mặt tràn đầy xúc động Việc mà Cố Tiên Sinh đầu tư quy mô lớn cùng với hiệu quả lan tỏa trong cộng đồng Hoa Kiều hải ngoại đã là một thành tựu lớn. Nhưng nếu chúng ta nói về Thụy Điển, mặc dù chỉ là một quốc gia trung bình ở châu Âu với khoảng 8 đến 9 triệu dân, nhưng nền kinh tế của họ thuộc hàng đầu thế giới. Họ nắm giữ công nghiệp hàng không, hạt nhân, sản xuất ô tô, công nghiệp quân sự tiên tiến và có năng lực nghiên cứu y dược hàng đầu toàn cầu. Trong các lĩnh vực như phát triển phần mềm, vi điện tử, viễn thông, và công nghệ photon, Thụy Điển luôn giữ vị trí dẫn đầu thế giới. Nếu chúng ta có thể đạt được thỏa thuận hợp tác với họ trong bất kỳ lĩnh vực nào, điều này sẽ có tác động lớn đến sự phát triển của nền khoa học và công nghệ của chúng ta, thậm chí là của cả quốc gia. Như ngươi biết, các quốc gia phương Tây luôn giữ thái độ phong tỏa kỹ thuật đối với chúng ta trong những lĩnh vực này. Trần Bí Thư tiếp tục nắm chặt tay các đông hút, bàn tay còn lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay của hắn, ánh mắt đầy niềm tin và hy vọng. Trần Bí Thư ngươi không cần lo lắng chỉ cần gustav martin quốc vương đồng ý hợp tác thì hắn chắc chắn sẽ tình nguyện hợp tác với chúng ta ngươi đã nhắc đến những lĩnh vực khoa học kỹ thuật này ta có thể cho ngươi biết trước một chút học viện y học hoàng gia caroline sẽ hợp tác với chúng ta trong việc nghiên cứu phương pháp trị liệu ung thư kết hợp giữa y học phương đông và phương tây viện nghiên cứu này sẽ được đặt tại tỉnh giang nam của chúng ta nguồn tài chính sẽ do ta cung cấp quyền quyết định cũng hoàn toàn thuộc về chúng ta họ chỉ có quyền tham gia. Nếu chúng ta thành công trong việc phát triển kỹ thuật trị liệu ung thư, quyền sở hữu trí tuệ và phương pháp điều trị cũng sẽ thuộc về chúng ta. Họ chỉ có thể miễn phí sử dụng trong phạm vi công dân của họ. Thật vậy sao? Trần Bí Thư, Tăng Tỉnh Trưởng và Trịnh Giám Đốc đều không kìm được kinh ngạc. Dù họ đã biết về tài năng y học xuất thần nhập hóa của các đông hút, nhưng việc Học viện Y học Hoàng gia Caroline chấp nhận những điều kiện như vậy là điều khó tin. Việc mà họ nghe được từ các đông hút thật sự làm họ bất ngờ, thậm chí còn tưởng như đang nghe một câu chuyện cổ tích. Đương nhiên là thật. Các đông hút miễn cười khẳng định. Ban đầu, ta không định cho Học viện Y học Hoàng gia Caroline cơ hội này. Nhưng Gustav Martin quốc vương rất thành ý, họ cũng có vị thế dẫn đầu trong nghiên cứu y học phương Tây, điều này có thể giúp chúng ta tiết kiệm thời gian và nỗ lực. Vì vậy, ta đã đồng ý, Trần Bí Thư, Tang tỉnh trưởng và Trịnh giám đốc nghe xong, đôi mắt họ không thể không mở, khi nhà Thanh suy yếu, Trung Quốc đã phải trải qua nhiều thảm kịch và lạc hậu hơn phương Tây về mọi mặt, từ kinh tế đến công nghệ. Điều này đã khiến cho mỗi lần đàm phán, Trung Quốc luôn ở vị thế yếu, phải chấp nhận điều kiện từ phía bên kia. Nhưng hiện tại, mọi thứ đã thay đổi. Không chỉ các đông húc đặt ra những điều kiện khắc nghiệt, mà Gustav Martin quốc vương còn là người phải đến cầu xin sự hợp tác. Nếu không phải họ biết rõ về khả năng y thuật của các đông hút, họ có lẽ sẽ nghĩ rằng hắn đang bị chuyện. Chính vì biết rằng đây là sự thật, họ mới càng thêm kinh ngạc. Các chủ nhiệm, khi đi cùng ngươi, ta thật sự cảm thấy hãnh diện. Trần Bí Thư không kìm được sự xúc động, nói lớn. Mặc dù Trần Bí Thư là người đứng đầu tỉnh Giang Nam, quản lý hàng triệu dân, nhưng từ trước tới nay, khi tiếp xúc với các đối tác nước ngoài, hắn không ít lần phải chịu nhún nhường nhưng nghe những lời của các đông húc hắn cảm thấy lòng tự hào dân tộc bừng lên một cảm giác thỏa mãn mà lâu lắm rồi hắn mới có được người của chúng ta cần cù và hiền lành dù tài nguyên có hạn và trình độ văn hóa chưa cao nhưng chỉ cần cho chúng ta thêm thời gian trần bí thư sẽ không còn phải lo lắng về chuyện không có điều kiện để hãnh diện nữa các đông húc nói với niềm tin mãnh liệt đúng vậy chỉ cần có thời gian chúng ta nhất định sẽ tự hào Ta chỉ hy vọng rằng mình có thể chứng kiến ngày đó trước khi rời khỏi thế gian này. Trần Bí Thư đáp lời, giọng nói tràn đầy hy vọng. Trần Bí Thư đã 66 tuổi, theo quy định, hắn đã đến tuổi nghỉ hưu, nhưng vì nhiệm kỳ chưa kết thúc, hắn vẫn còn tại vị. Vì tuổi tác, hắn mới có những lời cảm thán như vậy. Có thần y các chủ nhiệm này, Trần Bí Thư còn lo lắng gì về việc không thể chứng kiến ngày đó sao? Tang Vân Long cười lớn nói. Ha ha, trần bí thư ngươi có sức khỏe tốt nhất định sẽ trường thọ các đông húc cũng cười nói ha ha các chủ nhiệm đây chính là lời ngươi nói nha vân long và tử kiệt các ngươi có thể làm chứng trần bí thư vui vẻ nói trần bí thư ngươi đây là đang nhờ cậy ta đấy nha các đông húc đáp lại với một nụ cười ha ha ai bảo ngươi là thần y chứ vì trường thọ ta không nhờ cậy ngươi thì còn nhờ cậy ai trần bí thư cười ha hả được rồi được rồi ai bảo ngươi là quan phụ mẫu chứ các đông hút giả vờ bất đắc dĩ nhún vai nhìn thấy các đông hút với vẻ mặt bất đắc dĩ trần bí thư và những người khác đều cười lớn ở phía bên kia liễu gia giao và các phu nhân tỉnh lãnh đạo cũng đang trò chuyện khi thấy trần bí thư và mọi người cười ha ha họ cũng không khỏi liếc mắt nhìn qua đã rất lâu rồi ta không thấy lão trần cười thả lỏng và vui vẻ như vậy từ khi hắn làm bí thư mỗi ngày hắn đều mang vẻ mặt nặng nề như thể gánh nặng cả thế giới trên vai trần phu nhân cảm thán đúng vậy quản lý mấy triệu người công việc thật sự không dễ dàng phùng á bình đồng cảm gật đầu vẫn là các chủ nhiệm có bản lĩnh trịnh phu nhân cảm thán đó là chắc chắn rồi Ngươi có từng thấy ai trẻ tuổi mà có thể mời quốc vương dự tiệc không? Ta nghe nói rằng trước đây, ông trùng người Hoa ở hải ngoại, cố dịch tăng đến đầu tư cũng là do các chủ nhiệm thúc đẩy. Ta tin rằng lần này Thụy Điển đầu tư vào tỉnh Giang Nam, cũng phải nhờ đến các chủ nhiệm. Trần Phu Nhân gật đầu đồng ý, nghe thấy những lời tán thưởng về các đông hút, liễu gia giao cảm thấy tự hào, thỉnh thoảng cô lên lén liếc nhìn các đông hút, lòng tràn ngập yêu thương và hạnh phúc. Trong lúc mọi người đang trò chuyện vui vẻ, lâm không bước vào và thông báo rằng đoàn xe của gustav martin quốc vương đã đến đường vĩnh thanh chỉ còn vài phút nữa sẽ tới nghe thấy tin này trần bí thư và những người khác vội vàng đi xuống lầu để nghênh tiếp tuy nhiên các đông húc không xuống cùng họ hôm nay sự xuất hiện của gustav martin quốc vương tại khung đình đại tử quán khác hoàn toàn với lần trước khi hắn lén lúc đi khám bệnh tại bệnh viện trung y hôm nay có rất nhiều phóng viên trong và ngoài nước đang chờ đợi các đông húc tự nhiên không muốn xuất hiện trước công chúng ngay cả trong bữa tiệc này lời tuyên bố chính thức đối ngoại cũng là do trần bí thư và các lãnh đạo khác thực hiện không phải các đông hút các đông hút và liễu gia giao đang đứng chờ ở cửa phòng cho tổng thống khi gustav martin quốc vương và karin vương phi xuất hiện cùng đi với trần bí thư tang tỉnh trưởng và những người khác từ thang máy bước ra gustav martin vương phi điện hạ hoan nghênh các ngươi đến các đông hút bước lên chào đón bắt tay với gustav martin sau đó định bắt tay với karin vương phi nhưng nàng lại mở hai tay ra và tiến tới ôm hắn một cách thân mật theo kiểu thiếp diện lễ. Các, Gustav Martin đã nói với ta về ngươi. Cảm ơn ngươi đã cứu trượng phu của ta và cha của con ta. Karin nói với sự chân thành khi ôm các đông hút. Vương Phi Điện Hạ không cần khách khí, đây là duyên phận giữa ta và Gustav Martin. Các đông hút mỉm cười đáp. Các, ta hy vọng ngươi có thể gọi ta là Karin, giống như cách ngươi gọi chồng ta là Gustav. Karin mỉm cười đề nghị. Kỳ thực, ta cũng không quen gọi ngươi là Vương Phi Điện Hạ. Các đông hút đáp lại với nụ cười, sau đó giới thiệu Liễu Gia Giao. Đây là bạn gái của ta, Liễu Gia Giao. Ô oh my god, bạn gái của ngươi thật xinh đẹp, các. Karin khen ngợi với sự ngạc nhiên, sau đó tiến tới và ôm Liễu Gia Giao theo kiểu thiếp diện lễ. Rất hân hạnh được biết ngươi, Liễu. Ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi, Vương Phi Điện Hạ. Liễu Gia Giao mỉm cười đáp, "Ngươi nên gọi ta là Karin, giống như các đã làm." Karin chỉnh lại với nụ cười. Liễu Gia Dao khẽ cười, cúng kính không bằng tuân mệnh. Sau đó, Liễu Gia Dao và Gustav Martin cũng chào hỏi nhau một cách thân mật. Sau khi chào hỏi, mọi người cùng vào phòng cho tổng thống. Phòng có một sân thượng lớn nhìn ra đường phố, nơi ánh đèn và cảnh quan đô thị tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Buổi tiệc được tổ chức dưới hình thức tiệc đứng, giúp mọi người có thể tự do thoải mái hơn. Đứng ở Minh Nguyệt Hồ, ta đã thấy Lâm Châu thành phố với vẻ đẹp lịch sử cổ kính. Còn ở đây, ta thấy một Lâm Châu thành phố hiện đại và phồn hoa. Nếu không tự mình đến Trung Quốc, ta sẽ không thể tin rằng trong vài thập kỷ ngắn ngủi, Trung Quốc đã phát triển đến mức độ này. Gustav Martin cảm thán khi đứng trước cửa sổ lớn, nhìn ra ngoài. Gustav Martin, lại qua 10 năm nữa khi ngươi trở lại, ta đảm bảo ngươi sẽ thấy một thành phố Lâm Châu còn hiện đại và phồn hoa hơn nữa. Các đông hút cười nói. Các, trước đây ta không tin, nhưng giờ ta tin tưởng điều đó. Gustav Martin nâng ly rượu và cũng ly với các đông hút. Ở một góc khác, Liễu Gia Giao và Karin đang trò chuyện. Karin, ngươi biết Vũ Hân sao? Liễu Gia Giao hỏi với chút nghi hoặc. Vũ Hân. Tất nhiên, nàng là bạn tốt của ta lẽ nào ngươi cũng biết vũ hơn karin giật mình đương nhiên ta cũng là bạn tốt của nàng liễu giai giao mỉm cười trả lời ô oh my god thật là trùng hợp ngươi làm sao biết ta biết vũ hơn karin ngạc nhiên hỏi bởi vì ta nhận ra mùi trung quốc trên người ngươi đó là một loại nước hoa đỉnh cấp thuộc dòng hoa chi tinh linh mà công ty chúng ta sắp ra mắt hiện tại trên toàn thế giới chỉ có ba người bạn tốt nhất của ta sở hữu và sử dụng loại này này. Có vẻ như bây giờ phải thêm ngươi vào danh sách đó. Liễu Giai Giao giải thích. Ô oh my god, hóa ra nước hoa này là do công ty của các ngươi sản xuất. Thật tuyệt vời. Ta đang lo vì Vũ Hân cho quá ít, thậm chí ta đã hỏi nàng ở đâu có thể mua được thêm. Nàng nói rằng loại này chưa bán ra thị trường, ít nhất phải đợi đến sang năm. Điều đó khiến ta rất thất vọng không ngờ hóa ra công ty của các ngươi sản xuất, mùi hương này thực sự làm người ta mê mẩn. Karin nói với vẻ mặt đầy hân hoan. Chúng ta sẽ ra mắt dòng hoa chi tinh linh trong vài ngày tới, bao gồm loại nước hoa này. Tuy nhiên, loại ngươi đang dùng phải chờ đến cuối năm mới có thể sản xuất đại trà, vì hiện tại chúng ta chỉ có thể sản xuất số lượng rất hạn chế. Nhưng đừng lo lắng, ta sẽ đảm bảo cung cấp miễn phí cho ngươi. Liễu Giai Giao cười nói nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha